Khi đi vào một đại vận mà có âm có dương này, thứ nhất là đều cát lợi cho việc xuất ngoại. Vận có âm dương, cát lợi cho việc xuất ngoại. Và cả âm cả dương này nó đại diện cho cái gì? Thời cuộc. Nếu như một đại vận mà có âm dương và đặc biệt là sáng sủa là gặp thời. Thế nên đại vận con người đi rất cần âm dương, cần lắm. Bởi vì sao? Một đại vận đi đến gặp thái âm là đại vận may mắn về vật chất, về tiền bạc, về việc sinh nở sinh đẻ con cái, về tài sản, về đồ đạc, về sự hưởng thụ, đúng không? Thế nên đại vận mà đi đến thái âm là rất dễ mua nhà, rất dễ mua xe, được quen người nước ngoài, dễ kiếm tiền, được may mắn về mặt vật chất, may mắn về mặt thời thế. Nhập tiểu hạn cũng thế nhá. Thì thái âm này nó đại diện đến cái ổ bụng. Cái người là thái âm mà gặp đại tiểu hao ấy là hay đau bụng. Thái âm nếu như ở trong trời đất này, thái âm này nó đại diện đến mặt trăng, đại diện cho vũ, cho thủy, cho cơn mưa, cho ao, cho sông, cho hồ, cho biển, chính là sao thái âm. Đại diện cho người mẹ là thái âm, đẻ đái là thái âm, kiếm tiền là thái âm, đại diện rất nhiều thứ. Vậy nên thái âm này nó như là nguyệt đây, nó là mặt trăng đây, nó rất sợ cái gì? Đã là thái là sáng rồi thì nó rất sợ thằng kỵ đi vào, nó che mất ánh sáng. Vậy là cả âm cả dương rất sợ hóa kỵ, rất ớn con hóa kỵ này. Nếu gặp hóa kỵ, mặt trăng không sáng được nữa, gặp thái dương mặt trời không sáng được nữa. Mặt trời mà gặp hóa kỵ không sáng được thì làm sao che chở cho muôn loài, làm sao soi rọi tỏ tường cho nhân gian, làm sao mà thời ta gặp được đây, làm sao công danh ta thuận được đây, làm sao ý chí ta bền được đây, đúng không? Thái dương hóa kỵ. Còn ngược lại thái âm hóa kỵ, mặt trăng kia đang sáng vằng vặc đêm rằm thế kia mà gặp hóa kỵ, mây đen nó kéo đến hóa kỵ đây, thì làm sao mà thủy triều lên xuống đều được nữa, làm sao còn quy luật nữa, làm sao còn vật chất no ấm đầy đủ của tiền nữa,